Anh à, anh đã điện cho bà lên chưa thế? Rồi em nhé, anh mới điện cho bà rồi. Bà mãi chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh nên bị lỡ mất chuyến xe ban sáng. Chắc là phải chiều mới ra tới đây đấy. Mẹ thật là lúc nào cũng ôm đờm, ở ngoài này thiếu gì cơ chứ, mà phải nhọc công mang từ quê ra cho khổ. Mẹ thì em biết rồi còn gì, dì cũng phải tận tay mẹ chuẩn bị thì mẹ mới yên tâm. Ừ, mẹ yêu, mẹ yêu. Cô Bin của bà đâu rồi? Bà mong cháu quá. Mẹ, mẹ đã lên rồi ạ? Cô Bin ra bà bế cháu nào. Chà chà, ôi cục cưng của bà. Ôi, mẹ ơi, mẹ mới đi tàu xe bụi bặm. Mẹ vào trong nhà tắm rửa mặt mũi chân tay, rồi hãy ra bế cháu, kẻo lại bị bụi đấy mẹ ạ. À, cô Bin mới sinh được mấy hôm nên da nhạy cảm lắm. Ừ nhỉ, mẹ quên mất. Để bà ra rửa tay rồi bà bế con nghe. Con ngoan, con ngoan. Mẹ đây mà, nín đi con. Trời ơi, mẹ làm cái gì vậy? Thằng bé khóc nhiều quá, chắc nó mất vía. Mẹ đốt vía xem sao. Mẹ ơi, thằng bé chắc đang cơn buồn ngủ thôi. Mẹ đừng mê tín như thế. Ờ thì có thời có thiên con à. Hôm nay mua được mấy cái móng giò ngon quá bà ơi. Cho cái Linh nó ăn cho ra nhiều sữa, chứ mấy bữa nay sữa nó vẫn chưa về nhiều. Vâng, chúng nó bây giờ sướng. Ngày xưa thời tôi và bà sinh xong cứ nghĩ đến món chân giò ninh mà thèm. Nhưng mà mấy khi được ăn bà nhỉ. Vâng, đúng là mỗi thời mỗi khác bà. Chúng nó bây giờ sướng hơn tôi với bà ngày xưa nhiều. Mà tôi cũng mua được ít nghệ tươi nữa. Chợ thành phố nó khác, tiện thật, gì cũng có. Vâng, ăn nghệ là bổ máu phải biết, rất tốt trong thời gian sau sinh đó bà ơi. Thôi chào bà nhé, tôi về nấu cơm cho hai mẹ con đây, cũng sắp trưa rồi. Dạ, chào bà. À, bà đã đi chợ về rồi kìa cô Bin. Chà chà, cục cưng của bà chơi ngoan nhé. Để bà nấu cơm xong thì bà bế con nha. Lại có mùi thịt rang nghệ rồi. Mẹ ơi, từ mai mẹ đừng nấu móng giò nữa mẹ nhé. Con ăn liền mấy hôm thấy ngán quá rồi mẹ. Gắn ăn nhiều vào cho sữa nó về nhiều con à. Mẹ ơi, không hẳn là cứ ăn chân giò là sữa về nhiều đâu. Thời mẹ xưa các cụ vẫn truyền lại thế. Mẹ ơi, giờ khác rồi. Cuộc sống đã thay đổi nhiều, đâu còn như ngày xưa nữa chứ. Kinh nghiệm dân gian cũng có cái không đúng đâu mẹ. Ừ, thì lần sau trước khi mẹ đi chợ, mày muốn ăn cái gì á thì cứ dặn mẹ trước nha. Vâng ạ. À, mà mẹ ơi, sau bữa ăn, thức ăn thừa mẹ cứ đổ hết đi. Mẹ đừng tiếc nhé. Kẻo ăn vào cũng không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi chết rồi. Mẹ ơi, cô Bin bị đi ngoài mẹ ạ. À, không biết có sao không nữa. Không biết con có ăn gì lạnh bụng không nhỉ. Thôi chết, ban nãy con có ăn bát canh cua mẹ để trên bàn không? Có, con tưởng mẹ nấu cho con. Trời ơi, từ hôm qua mẹ để đó để lát mẹ đun lại ăn, bỏ đi thấy phí quá. Trời ạ, con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, thức ăn thừa mẹ phải bỏ đi, cứ tiếc rẻ mãi ăn vào rồi lại sinh bệnh vào người thì chẳng phải là khổ sao? Mẹ thật là... Ừ, mẹ thấy tiếc rẻ quá. Mẹ... Ừ, mẹ thương. Mẹ thương cô Bin của mẹ. Anh về ngay chở em đưa con đi khám. Cô Bin bị đi ngoài từ sáng tới giờ. Em sốt ruột quá. Thằng bé mất nước nhìn dọc hẳn người đi. Em cứ bình tĩnh, anh sẽ về ngay đi. Đó, mẹ thấy chưa? Cái gì cũng tiếc rẻ, lại thành ra hại cả cháu rồi đấy. Bin, con có làm sao thì mẹ sao mà sống nổi chứ. Cũng may là cô Bin không làm sao, uống thuốc ổn định đường ruột là khỏi thôi. Vậy mà ban nãy em làm ầm lên làm anh sợ quá. Thì tại em sốt ruột quá chứ sao nữa. Con đầu lòng cái gì cũng bỡ ngỡ. Mẹ, mẹ ơi, thế này là sao ạ? Mẹ phải về quê thôi con. Bố con mấy nay trở trời lại đau nhức chân.
Không có mẹ ở nhà, ông ấy có muốn đi thăm khám gì cũng không tiện. Nhà cửa chẳng biết gửi ai. Mẹ, chắc mẹ dẫn con chuyển ban sáng. Bà đã điện cho bà nội con rồi. Chắc là sáng mai bà nội lên thôi. Cô Bin của bà ngoan, cho bố mẹ đỡ vất vả nhé. Mẹ về quê đây. Mẹ, mẹ đợi con, đưa mẹ ra bến xe nha. Mẹ. Khi vua vi hành. Ngày xưa có một vị vua rất nhân từ và thương dân như con. Ông thường cải trang thành dân thường vi hành để thăm nom đời sống của người dân. Này, này, biết tin gì chưa? Tin gì? Ở làng bên có một vị đại gia từ đâu tới rất hào phóng. Biết bao nhiêu dân nghèo được ông ấy cho tiền đó. Nghe nói ông ấy sắp đi tới đây rồi. Mọi người mau về chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì cơ? Thì chuẩn bị để được cho tiền chứ sao? Nghe nói vị đại gia đó chỉ cho tiền những người nghèo thôi. Tội nghiệp, trong bọn họ đáng thương quá. Mau cảm ơn Trần lão gia đi. Đội ơn Trần lão gia. Không ngờ nơi này cũng có lắm kẻ đáng thương như vậy. Đây là Trần đại nhân cho ngươi đó, còn không mau tạ ơn. Khoan đã. Ngài muốn tôi làm gì? Làm gì là làm gì? Trần lão gia cho ông đấy. Tiểu quý. Có chuyện gì vậy lão? Thưa, ngài muốn tôi làm gì giúp ngài phải không? Giúp ta ư? Tôi là một kẻ ăn mày, nhưng tôi chỉ nhận tiền sau khi đã làm được một việc gì đó mà người đó sai bảo. Ngài vừa cho tôi một đồng tiền, vậy ngài hãy sai bảo tôi đi. Ông cứ nhận đi, ta không cần ông làm gì cả. Không được. Nhất định ngài phải sai bảo tôi, nếu không tôi sẽ không nhận đồng tiền này đâu. Gớm chưa, ăn mày mà còn sỉ. Ta chỉ muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thôi, chứ không muốn mong gì hơn. Không được, ngài nhất định phải sai bảo tôi. Tên kia, có buông tay lão gia ra không thì bảo. Ta không muốn sai bảo gì ông cả, ông hãy bỏ tay ra đi. Xin ngài hãy để tôi làm một điều gì đó, nếu không tôi không thể nhận tiền của ngài. Nhưng ta không cần ông giúp gì cả. Ôi trời ơi, đúng là một tên điên. Mà bỏ tay ra, nếu không ta sẽ gọi quan phủ. Tôi không có ý xâm hại đến ngài đâu. Chỉ xin ngài hãy sai bảo tôi, hoặc nếu không hãy cho tôi một cái tát. Ngươi đúng là một tên điên, mau cút đi. Vậy ngài hãy nhận lại đồng tiền này rồi đi đi. Ôi, đúng là lão điên, có phúc không biết hưởng. Khoan đã. Nhất định phải tát ông thì ông mới nhận đồng tiền này hay sao? Vâng, thưa Trần lão gia. Tuy tôi là một kẻ ăn mày, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi có quy tắc của mình. Nếu ông có lòng tự trọng như thế, tại sao còn đi ăn mày? Sao không lao động để kiếm tiền? Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, khiến người người xua đuổi, không ai dám nhận vào làm. Thế nên mới phải đi ăn mày. Nhưng tôi chưa lấy không tiền của ai bao giờ. Hay, nói hay lắm, rất có khí phách. Ta rất thích những người có lòng tự trọng như ông, thà chịu đói chứ không chịu nhục. Nếu ông không chê, hãy đi theo làm người hầu của ta. Vài ngày nữa, ta sẽ cho người đến đón ông về nhà ta. Sao cơ? Còn đồng tiền này, ông hãy cứ giữ lấy, coi như tiền công ta trả trước cho ông. Thế đã được chưa? Đội ơn Trần lão gia, đội ơn ngài. Trần lão gia đúng là một người nhân hậu hiếm có. Ông ta là ăn mày mà có lòng tự trọng như thế. Còn chúng ta thì... Chuyến vi hành này đã khiến Trẫm học thêm được một bài học. Quá là không uổng công vô ích, đúng không? Hoàng thượng nói chí phải ạ. Những mầm khoai lang. Này các cậu ơi,
sắp đến giờ tổ chức cuộc thi thường niên của khu rừng rồi. Chúng ta mau đi xem thôi. Ừ nhỉ, mau đi thôi. Thi thường niên của khu rừng chúng ta năm nay có chủ đề thi ăn. Nhưng không phải là ai ăn nhanh, ai ăn nhiều, mà là ai để giành được nhiều đồ ăn nhất. Thi để giành à, hay nhỉ. Và các ứng cử viên cho cuộc thi năm nay bao gồm khỉ, chồn và thỏ. Ban giám khảo sẽ phát cho mỗi người 10 củ khoai lang. Ai ăn lâu nhất sẽ chiến thắng và giành được giải thưởng. Hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi Ai biết để giành. Nào, mời các ứng viên. Mỗi ngày cháu ăn già nửa củ khoai. Hôm nay cháu vẫn còn để giành được 3 củ. Chồng giỏi quá, còn lại 3 củ cơ đấy. Vậy đã là gì? Cháu chỉ ăn có nửa củ khoai một ngày. Sau 10 ngày, cháu vẫn còn giành được 5 củ đây nè. Cha, còn giỏi hơn cả chồng nữa. Vậy còn khỉ thì sao? Cháu ăn trong bao nhiêu ngày? Trong 3 ngày đầu cháu đã ăn hết 7 củ. 3 ngày mà đã ăn hết 7 củ thì còn thi thố cái gì nữa? Đúng thế, khỉ thua rồi. Vậy thì giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay chính là thỏ. Hoan hô thỏ! Hoan hô thỏ! Nhưng mà cháu vẫn còn 3 củ khoai lang nữa ạ. 3 củ thì vẫn thua chứ còn đòi thắng à. Ừ, đúng là khỉ ngốc. Cháu chỉ giành có 3 củ thì vẫn kém thỏ. Vậy là cháu thua trong cuộc thi này rồi. Không, nhưng vấn đề là 3 củ khoai của cháu có thể đẻ ra nhiều củ khoai khác. Sao lại có thể đẻ ra nhiều củ khoai khác? Củ khoai đó có phép thần thông à. Khỉ thật là rắc rối. Ừ, đã thua thì nhận thua, còn cứ gây rắc rối cuộc thi của chúng ta là sao chứ? Đúng thế, 3 củ khoai của tớ có thể đẻ ra nhiều củ khoai khác. Vậy 3 củ khoai lang ấy đâu? Dạ, xin mọi người hãy đi cùng cháu ạ. Nói dốc, tớ không tin 3 ngày ăn hết 7 củ thì sao 10 ngày lại để giành được 3 củ chứ. Phải đó. Thôi nào, được rồi. Vậy khỉ hãy dẫn bác và các bạn đến nhìn tận mắt 3 củ khoai ở nhà cháu nhé. Vâng ạ. Đâu, 3 củ khoai lang của cháu đâu? Thưa bác, đây ạ. 3 củ khoai cháu đã trồng đúng 10 hôm và giờ nó đã bắt đầu mọc mầm rồi. Sao lại thế ạ? 3 cây khoai lang này chỉ 3 tháng nữa sẽ cho cháu hàng chục củ khoai lang nữa ạ. Phải rồi, cậu ấy giỏi quá. Sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Cháu thông minh lắm khỉ con à. Chồn và thỏ đều đã rất tiết kiệm. Người để giành được 3 củ khoai, người để giành được 5 củ khoai. Nhưng các cháu à, cách để giành tốt nhất không phải là cố tiết kiệm, cố gắng nhịn ăn, mà cách tốt nhất chính là làm việc để vun trồng sinh sôi, nảy nở thêm thật nhiều củ khoai khác. Từ hôm nay trở đi, các cháu hãy học bạn khỉ về cách để giành hiệu quả này nhé. Vâng ạ. Khỉ giỏi quá, giỏi quá. Khỉ xứng đáng giành được giải năm nay. Hối hận muộn màng. Chúc mừng 12A3 hội ngộ nhân dịp 10 năm ra trường. Hôm nay đông đủ quá, thiếu mỗi cậu Nhật Minh nhỉ. Cậu ấy giờ là giám đốc tập đoàn lớn, muốn hẹn hò là phải lên lịch trước, chứ báo gấp thế này cậu ấy sao đến được. Đúng nhỉ, giờ mọi người đi làm, rồi gia đình, chồng con hết cả rồi, muốn hợp lớp cũng khó ghê. Mà vẫn thiếu một người nữa, chàng Lê Nam, hoàng tử thi trượt của chúng ta nữa. Cậu Lê Nam này đúng là đối lập một vực, một trời với cậu Nhật Minh nhỉ. Một người thất bại thảm hại, trong khi một người thành công vang dội. Khe khẽ cái mồm chứ, lỡ cậu ấy tới. Lâu lắm rồi, ông có đến họp lớp đâu mà phải khẽ. Sao đường đời của mình không suôn sẻ như cậu Nhật Minh ấy.
mình cũng đã cố gắng rồi, nhưng có lẽ mình quá bất tài. Con đường này càng lúc càng chông chênh để bước đi. Chuyện gì thế này? Ai đã kéo mình lại? Hỡi người thanh niên đáng thương, ta là thần ánh sáng của cậu. Thần sáng? Đúng vậy, sứ mệnh của ta là hướng cậu tới những điều tươi sáng trong đời. Nhưng bây giờ, đến ngay cả mạng sống của mình, cậu còn muốn từ bỏ, thì ta có thể làm gì đây? Nếu người có thể mang tới những điều tươi sáng, thì xin hãy giúp tôi thoát khỏi cuộc đời trắc trở này. Bằng không, hãy để tôi được chết đi. Cậu hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, rồi may mắn sẽ đến với cậu thôi. Tôi đã đợi bao nhiêu năm nay rồi, xin người hãy giúp tôi. Xem nào, chỉ có một cách là thay đổi khung thời gian cuộc đời cậu. Thay đổi khung thời gian? Nghĩa là tôi có thể bắt đầu lại tất cả ư? Đúng vậy, nhưng việc này nằm ngoài năng lực của ta. Chỉ có thần thời gian mới có thể làm được điều này. Đi, ta dẫn cậu tới chỗ thần thời gian. Có một người khác cũng đang khao khát được thay đổi khung thời gian của mình. Người này thành danh từ rất trẻ, đúng như những gì cậu luôn khao khát. Nghĩa là tôi có thể hoán đổi với anh ta. Vậy xin người hãy giúp tôi. Nhưng cái giá của việc hoán đổi thì chính ta cũng không thể biết trước. Nếu có một cuộc đời suôn sẻ như vậy, thì tôi xin chấp nhận mọi thứ. Thưa doanh nhân Lê Nam, xin anh cho báo chúng tôi một chút thời gian phỏng vấn ạ. Thưa mọi người, giám đốc của chúng tôi đã kín lịch hết tháng này rồi ạ. Phiền hẹn mọi người một dịp khác. Lê Nam, cậu ấy vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng 10 CEO trẻ và thành đạt nhất của tạp chí Thế giới Forbes đấy. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc các buổi họp lớp chẳng bao giờ có mặt cậu ấy nữa. Buổi họp quan trọng như vậy mà vẫn chưa thấy giám đốc đến. Giám đốc phải đi cấp cứu rồi. Khi tôi vào phòng thì anh ấy nằm gục bất tỉnh, người lạnh toát. Tôi đang ở đâu thế này? Ai cho tôi biết với? Chào anh Lê Nam, chào mừng anh đến với ga tàu thời gian. Trước khi anh theo thần chết, anh được phép quá giang ở ga tàu đặc biệt này để đi một hành trình nhìn lại cuộc đời mình nếu anh muốn. Tôi đã chết ư? Không, không thể nào. Tôi còn chưa lập gia đình. Những năm qua thời gian của tôi dành tất cả cho công việc. Tôi không cam tâm. Không. Vậy là anh nên lên tàu rồi. Trời ơi, mình đã từng có một cuộc đời thất bại như thế sao? Không hề thất bại đâu. Nhưng tiếc là, tại thời điểm đó, cậu đã từ bỏ nó. Từ bỏ khung thời gian của cuộc đời mình. Nếu cậu cứ sống cuộc đời đó, tiếp tục nỗ lực và phấn đấu, cậu sẽ trở thành CEO ở tuổi 40. Cậu sẽ lập gia đình với một người phụ nữ xinh đẹp và có những đứa con xinh xắn, có một cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Khi ấy, cậu đã từ bỏ cuộc đời ấy và tìm đến cái chết. Chính cậu đã đề nghị thay đổi khung thời gian của mình, chấp nhận những rủi ro phải đổi lấy. Khi cậu lên chuyến tàu thời gian này, thì mọi điều mới tỏ tường. Giờ là lúc cậu phải xuống tàu để đến hành trình tiếp theo của mình rồi. Luôn bên con. Phim phỏng theo câu chuyện có thật của cô gái Jenny Stepien ở bang Pennsylvania, Mỹ. Hôm
Hồi còn bé, con rất thích được làm cô dâu. Ba thường hay chơi trò dắt cô dâu bước vào lễ đường. Sau đây, tôi tuyên bố sẽ gả con gái Jenny xinh đẹp đáng yêu cho con rể. Con rể của ba tên gì hả, Jenny? Con thích chú rể có tên giống ba. Ba gọi là chú rể Jim đi ạ. Ôi trời, sao ba nỡ gả con gái đáng yêu của ba cho người khác đây? Sắp tới ngày con bước vào lễ đường thật sự rồi. Vậy mà ước gì ba vẫn còn ở đây. Hôm nay là ngày hạnh phúc của em, mà sao trong em không được vui vậy? Ba em chắc hẳn đã rất mong chờ giây phút dắt tay em bước vào lễ đường. Nhưng ba em đã không còn ở đây. Em thực sự rất nhớ ba. Em đừng buồn nữa. Trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời em mà em buồn như thế này, ba ở trên thiên đường nhìn thấy sẽ không vui đâu. Xong rồi đấy, em đứng dậy soi gương xem nào. Ơi, em thấy rất vừa ý. Em cảm ơn chị nhé. Nào cô dâu xinh đẹp, chúng ta chuẩn bị ra lễ đường thôi. Người này thật giống ba. Là mình cứ tưởng. Dạ, cháu thật sự xinh đẹp hơn bác tưởng tượng đấy. Chào Jenny, bác là Thomas. Bác có thể dắt tay cháu vào lễ đường được chứ? Đây là điều bất ngờ mà ba con muốn dành cho con trong ngày cưới đấy, con gái à. Ôi, đây là ý ba Jim của con ư? Đúng rồi, Jenny à. Này anh có chuyện gì vậy? Tôi bị bệnh tim đã 16 năm nay. Tôi phải thay tim, nhưng tìm khắp nơi mà không có người hiến tim. Lần này nếu không có tim thay thế, tôi thật sự sẽ hết hy vọng. Anh đừng quá lo lắng, người ở hiền sẽ gặp lành thôi. Anh đừng bỏ cuộc nhé. Anh Thomas này, tôi biết tôi không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi tôi đi, tôi muốn tặng trái tim của tôi cho anh. Và tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh, mong anh sẽ đồng ý. Anh sẽ tặng tim cho tôi ư? Tại sao anh lại có quyết định như vậy? Anh là một người tốt và anh vẫn còn hy vọng sống. Anh xứng đáng được sống lâu hơn nữa. Cảm ơn anh. Thật sự tôi rất cảm ơn anh. Anh có chuyện gì cần giúp cứ nói, tôi sẽ cố gắng thực hiện. Tôi có một cô con gái. Tôi biết tôi không thể bên cạnh con bé cho tới khi nó trưởng thành được. Anh hãy giúp tôi gửi quà mỗi dịp sinh nhật con bé. Và một ngày nào đó con gái tôi cưới, anh hãy thay tôi dắt nó vào lễ đường, được chứ? Chuyện này anh giữ bí mật giúp tôi nhé. Tôi muốn đem lại cho con bé điều bất ngờ. Anh là một người cha tốt nhất mà tôi biết đấy. Ước nguyện của anh nhất định tôi sẽ thực hiện. Cháu cảm ơn bác đã giữ trái tim của ba cháu. Cháu thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc. Bác mới là người cần phải cảm ơn. Bác sống được đến ngày hôm nay là nhờ trái tim nhân hậu của ba cháu kia mà. Nhưng sao bác biết hôm nay là lễ cưới của cháu ạ? Thật ra ta vẫn luôn dõi theo cháu. Gia đình ta và mẹ cháu vẫn thường xuyên viết thư, gọi điện đấy. Vậy những món quà sinh nhật bất ngờ mà cháu nhận được là bác tặng cháu phải không ạ? Đúng vậy. Đó là tấm lòng của ta. Và đó cũng là ý của ba Jim của cháu nữa. Bác Thomas, cháu cảm thấy bác thật ấm áp, giống như ba Jim của cháu vậy. Từ nay, cháu gọi bác là ba được không ạ? Ta rất hạnh phúc vì điều này, con gái à. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi nào. Ba giao con gái của ba cho con. Mong con sẽ yêu thương, che chở con bé. Ba chúc các con sẽ mãi hạnh phúc. Con cảm ơn ba. Hôm nay tôi xin cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người. Đặc biệt là sự có mặt của ba Thomas. Chỉ cần ôm người đàn ông này là tôi có thể cảm thấy tôi đã ở rất gần cha mình một lần nữa. Ngày hôm nay thật sự hoàn hảo. Đó là tất cả những gì mà tôi cần. Yeah!
hai chú mèo tinh nghịch. Anh Vàng ơi, cho em lên với. Còn lâu nhé, trên này hơi bị mát luôn. Không cho chú mày lên đâu, leo leo. Mẹ ơi, anh mèo leo con. Đến ngay, đã nô nghịch dại dột lại còn khóc nhè nữa. Chúng con xin lỗi mẹ. Các con đã lớn cả rồi, đừng trông chơi, nô nghịch mãi như thế. Phải tập suy nghĩ đi thôi. Thế là sao hả mẹ? Trước khi các con làm một việc gì cũng nên suy nghĩ. Làm việc ấy để làm gì và làm thế nào cho tốt. Hay định đi đâu thì phải hỏi đến đó làm gì, có tốt không? Nếu thấy đó là việc nên làm thì mới làm, biết chưa? Vâng, tức là nghĩ xem, cái gì tốt thì làm. Đúng rồi, bây giờ mẹ hỏi nha, các con có thích làm việc tốt không? Có ạ. Thế thì các con nghĩ đi, tìm ra việc tốt mà làm nhé. Nhưng mà việc tốt ở đâu cơ ạ? Ngay ở nhà mình cũng có việc tốt cho các con làm đó. Các con tự nghĩ và tìm mà làm đi, giờ mẹ phải đi làm việc đây. Thế nào là việc tốt nhỉ? À, bắt chuột, đấy là một việc rất nên làm. Chắc chắn là việc tốt rồi. Em cũng đi. Không, việc tốt ấy là của anh nghĩ ra trước. Em không được làm tranh của anh. Không, em cũng bắt chuột cơ. Không là không. Em cứ vào bếp bắt chuột đó. Em tránh ra đi. Anh tránh thì có. Tại em làm giống mất con chuột, lại còn bị xây xác đầy mình nãy nữa. Tại anh thì có, em ghét anh. Anh cũng ghét em. Em không muốn chơi với anh. Anh cũng không muốn chơi với em. Hey, cứ đời mẹ ra là cãi nhau ngay được à. Lại có chuyện gì thế không biết. Làm gì mà lắm láp xây xước hết thế kia. Mẹ, lỗi tại mèo em ấy. Con nghĩ ra việc tốt là bắt chuột. Thế mà em ấy bắt trước. Cũng đòi đi bắt, cuối cùng làm con chuột chạy mất tiêu luôn. Không phải, con không bắt trước, con cũng nghĩ ra việc ấy. Mẹ đã dặn thế nào, các con lại không chịu nghĩ rồi. Mẹ hỏi nhé, đã là mèo, có ai là không thích bắt chuột không? Không ạ. Vậy là anh thì phải cư xử thế nào với em nhỉ? Dạ, anh phải chỉ bảo nhường nhịn em ạ. Đúng rồi, thế đã làm em thì phải làm sao hả mèo trắng? Là em thì phải ngoan, vâng lời anh ạ. Đó, anh em thì phải thương yêu nhau, nhường nhịn nhau, bảo ban nhau sao cho ngoan ngoãn. Đó chính là một việc tốt nên làm. Ờ, thế ạ? Thế mà con không biết. Có thế mà chúng con không nghĩ ra. Ngay bây giờ, chúng con đi làm việc tốt tiếp đây. Sao chúng mình lại đi cãi nhau để con chuột chạy mất chứ? Từ nay chúng mình sẽ cùng nhau bắt chuột nhé. Anh sẽ chỉ thêm cho em. Thế là cùng một lúc, anh em mình làm được hai việc tốt rồi. Hay thật đó, anh em mình yêu thương, nhường nhịn nhau là đã được một việc tốt. Từ giờ anh không mắng em, không trêu em nữa đâu. Mẹ nói đúng thật, có suy nghĩ thì mới tìm ra được điều hay lẽ phải. Bên em nhiều hơn. Ui, thích thế, chị Huệ sướng thật. Đấy, lấy chồng thế mới là lấy chồng chứ. Hàn Quốc cũng đẹp lắm, nhiều món ăn ngon. Nói chung là rất thích, nếu có cơ hội chị cũng muốn đi nữa. Đẹp thế nhỉ, thích thật đấy. Tiếc thế, chị chẳng bảo em sớm. Em chưa được đi Hàn Quốc bao giờ. Em với chồng em đã book vé đi Đà Nẵng cuối tuần này để kỷ niệm ngày cưới rồi. Khiếp, nghe mấy chị nói mà muốn lấy chồng ngay quá đi. Giờ này vẫn chưa về, không thấy gọi điện gì cả. Chắc lại có việc rồi. Sao anh về muộn thế? Anh ăn cơm chưa? Ừ, mệt quá em à. Hôm nay có cuộc họp đột xuất để mai đi công tác. Họp mãi mới xong,
nên mấy anh em rủ nhau đi uống rồi mới về. Các con ngủ cả rồi hả em? Vâng, anh có ăn thêm không? Để em vào đun lại thức ăn. Thôi, anh đi tắm rồi ngủ luôn đi. Mai còn phải dậy đi công tác sớm. Vậy là hết một ngày. Chị Huệ sướng thật. Đấy, lấy chồng thế mới là lấy chồng chứ. Lâu lắm rồi cả nhà không đi đâu cùng nhau. Mình cũng muốn được như mấy chị ở công ty, được đi chơi, được chụp ảnh, trông thật trẻ trung, thích thật. Khiếp, chị Thảo thế mà kính, cứ giữ mãi, chả mấy khi thấy khoe cho chị em chiêm ngưỡng tí. Đấy nha, không khoe thì thôi, chứ khoe phát á, thì chị em chỉ có phát thèm. Thật nhỉ, eo ơi, trông hạnh phúc chưa kìa, như đôi tình nhân trẻ ấy, lại còn nến, rượu vang, quà, như trong phim ấy. Công nhận vợ chồng nhà này lãng mạn thật đấy. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác được hãnh diện như vậy. Ước gì đó là sự thật. Thôi kệ, tự tìm niềm vui cho mình, có gì mà ngại. Tôi phục cô đấy, đi gặp bồ lại còn công khai lên mạng nữa cơ, còn khoe quà và thiệp nữa cơ đấy. Cô hạnh phúc quá nhỉ. Thảo nào, dạo này tôi thấy cô lạnh nhạt với tôi, chắc cô muốn ly hôn lắm rồi nhỉ. Váy mới, túi mới, giày mới, nhân tình tặng cô đây mà. Còn sợi dây chuyền nữa đâu, sao không đeo vào luôn cho đủ bộ. Anh cũng nhận ra được đây là đồ mới của em hả? Đã bao lâu rồi anh mới có thời gian để ý đến vợ vậy? Anh xem lại bức hình đi, xem lại chiếc dây chuyền và dòng chữ trên tấm thiệp đi. Sao, anh có nhận ra không? Đến chữ của chính mình mà anh cũng không nhận ra hả? Cũng phải thôi, lâu quá rồi mà. 7 năm về trước, mùa Valentine đầu tiên khi chúng mình mới cưới nhau, anh đã tặng em sợi dây chuyền và tấm thiệp đó. Anh thật sự không còn nhớ sao? Là thiệp anh viết cho em thật hả? Nhưng sao lại có bàn tiệc, hoa và nến như này? Hình như anh chưa từng ngồi với em trong không gian lãng mạn như này. Anh còn nhớ không, cách đây mấy hôm ngày lễ tình nhân, anh gọi điện bảo anh đi tỉnh không về kịp. Em đã chuẩn bị bàn tiệc, định làm cho anh bất ngờ. Lâu lắm rồi, chúng ta không có dịp đi đâu, làm gì cùng nhau. Thấy bạn bè hay đăng ảnh khoe này nọ, buồn quá nên em cũng... Anh xin lỗi, bao nhiêu năm qua anh đã vô tâm quá. Anh là người chồng tồi, để vợ mình phải tủi thân quá nhiều. Anh à, thật ra em không cần quà cáp hay lãng mạn này nọ. Em chỉ muốn được anh quan tâm mà thôi. Anh biết rồi, là lỗi của anh. Từ nay anh sẽ không để cho em phải buồn tuổi nữa. Mai cả nhà mình đi chơi nhé. Hay anh làm tiệc cho em nhé, cho vợ anh thoải mái chụp ảnh để khoe với mọi người. Ngọn lửa tình thân. Cho em chơi cùng nhé. Không, đồ con nít biết gì mà chơi, lại làm hỏng hết đồ của chị. Đi ra chỗ khác đi. Anh ơi, anh đang làm gì thế? Ra chỗ khác mau, đừng làm phiền anh. Ê, đừng có mà về mách bố mẹ anh chơi điện tử nhé, không tối anh nhéo chơi trận đấy. Con gái, bố mẹ đi làm, ở nhà chơi ngoan và nhớ không được đi ra khu vườn phía sau rậm rạp và bẩn thỉu nghe chưa hả? Ôi, thiên thần nhỏ, thật vui được gặp bạn. Trời, những ngọn cỏ mà cũng biết nói sao? Đây là một khu vườn cổ tích, vạn vật trên trái đất đều có linh hồn, nhưng muốn nói chuyện được với chúng tớ, phải là một người có tâm hồn thánh thiện trong sáng và đi vào đây bằng vòng xoáy diệu kỳ.
là cái lỗ hổng lấp lánh kia sao? Phải rồi, mà cô bé là thiên thần nhỏ được Thượng Đế trao xuống trần gian với một ánh sáng hồng hào xinh đẹp. Sao giờ xám xịt u tối thế kia? Tớ cũng giống mọi người xung quanh tớ thôi, đâu có gì lạ để các bạn phải thắc mắc. Mấy bạn sống chen chúc nhau thế này không khó chịu chật chội sao? Như anh chị tớ ở nhà, mỗi người phải có một phòng riêng, không gian riêng, sống chung sao được? Không, chúng tớ không có nghĩ vậy. Sống bên nhau chúng tớ réo rắt nương tựa vào nhau mỗi ngày. Thật buồn nếu một ngày kia chỉ còn lẻ loi ở giữa bãi đất này. Cháu đang buồn sao cô gái nhỏ của ta? Nhìn khuôn mặt cháu ủ rũ quá. Chẳng ai chơi với cháu cả, mọi người đều bận rộn với việc riêng của mình. Sao lại không ai chơi với cháu chứ? Hãy đến đây nhảy múa, ca hát và trò chuyện với bọn ta. Chơi cùng mọi người ư? Thật vậy hả? Đúng rồi đó, chơi cùng chúng tớ đi. Hãy ca hát cùng chúng ta, cháu là một thiên thần đáng yêu cơ mà. Cùng nhảy múa với chị nhé. Hãy cùng nhảy múa nào thiên thần nhỏ. Cô bé đã vui trở lại rồi kìa. Ước gì có một khu vườn lớn hơn để mọi người có thể có một ngôi nhà thật rộng rãi. Một khu vườn lớn cũng thú vị đó, nhưng nơi nhỏ bé này chưa bao giờ làm chúng ta thấy khó chịu hay chật chội đâu cháu à. Thật vậy ạ? Đúng vậy đó, vì đâu có quan trọng là ở đâu, rộng lớn ra sao, mà quan trọng nhất là mình sống với nhau như thế nào. Sống với nhau như thế nào ư? Chúng ta bên nhau như vậy bao nhiêu năm qua, rong bên nhau làm nền móng cho nhau, lớp này chồng lên lớp khác. Khi lớp đất già đi, chúng ta sẽ làm điểm tựa cho những lớp đất trẻ phía trên. Ở đây tuy mọi người không cùng một giống loài, nhưng đều chung sống với nhau thật thân thiện. Cỏ hòa quyện, ríu rít vào nhau, mây tan biến vào nhau, đất làm nền móng cho nhau, và ngay cả những giọt nước từ cành lá rơi xuống vũng, từ muôn hình vạn trạng cũng hòa vào nhau làm một khối. Đó chính là cách mà chúng ta đã và đang sống với nhau. Thật là tuyệt vời biết bao. Thế con người sống với nhau như thế nào? Con người ư? Con người còn đang bận giận hờn và tị nạnh nhau, còn đang giấu sự thông cảm và chẳng cùng chia sẻ. Anh cắm giúp em nồi cơm nhé. Có mỗi việc lo cho chồng cho con cơm nước nhà cửa mà em cũng không làm nổi sao? Em đã đi làm chứ có ở nhà chơi đâu. Anh thì chỉ biết về nhà quát mắng vợ con. Anh thử làm việc của em xem. Con người còn đang mãi đố kỵ và hoài nghi nhau. Nụ cười hình như đã dần bị chôn chặt. Bác hai, nhà bác nên phạt bỏ bớt cành đi. Sao lại để cây chà sang nhà tôi, bẩn sân nhà tôi như thế này? Cây tướng đang đẹp, chú bảo phạt là phạt cành thế nào? Hay là chú tức vì hôm trước tôi đánh con chó nhà chú một trận no đời vì dám đi vệ sinh trước cổng nhà tôi? Tôi nhớ chủ cũ khu vườn này chính là ông bà của cháu đấy cô bé ạ. Khi họ còn sống, ngày nào họ cũng ra chăm bón khu vườn. Họ bên nhau, quan tâm và cùng lau giọt mồ hôi cho nhau mỗi ngày. Và khi đến mùa táo, họ đã hái những trái táo của tôi xuống và đem cho hàng xóm qua hàng rào, là chiếc hàng rào khi chưa bị cây che phủ kín vì không ai chăm bón. Có lẽ trước đây, con người ta sống với nhau vì tình cảm hơn rất nhiều. Sống như cây cối thiên nhiên hòa vào nhau, ở bên nhau nương tựa và giúp đỡ nhau. Còn bây giờ, cuộc sống bon chen, nhộn nhịp, hiện đại và xô bồ khiến họ đã thiếu đi ngọn lửa yêu thương cùng nụ cười ấm áp để lan truyền tình yêu đến với nhau. Cây này tặng cho cháu, hãy luôn giữ nụ cười và trái tim ngọt ngào để sống trang hòa với nhau cô bé nhé. Mẹ ơi, mẹ mệt lắm hả? Mẹ cần gì để con giúp mẹ nhé? Mẹ không sao, con cứ ra chơi đi, mẹ sắp nấu xong rồi. Mẹ ăn quả táo cho khỏe người, con chưa giúp được mẹ cái gì thì con sẽ ngồi đây trò chuyện cho mẹ đỡ buồn nhé. Hôm nay mẹ đi làm có mệt không ạ? À? Ôi, con gái yêu à, con làm mẹ thấy ấm áp quá. Cuối tuần này cả nhà mình đi chơi mẹ nhé. Chúng ta sẽ cùng vui đùa, cùng nói chuyện và cùng yêu thương nhau hơn. Sự tích hoa hồng xanh. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng đáng yêu. Nàng chỉ thích ở một mình trong phòng thiêu thùa mai vá.
vua cha cho trồng một vườn hồng xung quanh lâu đài với hy vọng loài hoa đẹp đẽ và quyến rũ ấy sẽ gọi mời công chúa bước ra ngoài tận hưởng cuộc sống. Ngài thuê một chàng làm vườn giỏi nhất vương quốc chăm sóc cho vườn hồng. Chàng ta ngoài việc chăm hoa ra chẳng làm nổi một việc gì khác nữa. Dân chúng thường gọi chàng là chàng ngốc. Khi vườn hồng nở những bông hoa đầu tiên, mỗi ngày chàng ngốc đều đặt một bông hoa bên cửa sổ phòng công chúa. Ô hô, ra chính ngươi đã trồng những bông hoa đẹp đẽ này ư? Dạ, thưa công chúa. Ôi, hương thơm của hoa hồng thật dễ chịu, ta rất thích được dạo chơi ở đây. Ngốc này, ngốc. Dạ, công chúa gọi tôi à? Ngày mai là lễ đính hôn của ta. Đính hôn ư? Ừ, ta sẽ đính hôn với hoàng tử nước láng giềng. Chàng ta là một người rất thích phiêu lưu. Mỗi nơi chàng qua đều có những câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Ta chỉ muốn nghe chàng kể mãi không thôi. Còn mình chỉ biết những câu chuyện về hoa hồng mà thôi. Ngày mai ta muốn lâu đài của ta phải thật đẹp, đẹp nhất từ trước đến nay, đẹp hơn tất cả những lâu đài khác trên thế giới này. Thưa công chúa, tôi sẽ trang trí lâu đài của công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Sẽ không có một lâu đài nào đẹp đẽ và thơm ngát như thế. Một ý tưởng tuyệt vời, thì ra ngươi cũng không ngốc lắm đâu. Vậy là suốt cả đêm, chàng ngốc cẩn thận cắt những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm. Khi lâu đài của công chúa tràn ngập hoa hồng, cũng là lúc trời vừa sáng. Đẹp quá! Đúng là một kiệt tác, ta chưa bao giờ thấy một lâu đài nào đẹp đẽ và thơm ngát như thế này. Ngốc trở về với vườn hồng, giờ chỉ còn trơ những gốc của mình. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gốc hồng, không biết là giọt nước mắt đau buồn hay hạnh phúc. Công chúa yêu dấu của ta, ta không thể đến như đã hẹn. Bởi đất nước của ta đang bị xâm lăng, ta phải ra trận để bảo vệ đức vua và nhân dân. Khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ trở về với nàng. Tình yêu ta dành cho nàng không bao giờ thay đổi. Những chữ trong bức thư chẳng khác gì trăm ngàn mũi tên đâm vào trái tim công chúa. Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm, chẳng có tin tức gì của hoàng tử. Công chúa chìm trong nỗi nhớ thương vô hạn. Ánh nắng và sao trời chẳng thể làm gì để mang lại nụ cười cho nàng. Cho đến một ngày, một bông hồng trở lại bên cửa sổ của nàng. Ôi, đã bao lâu rồi mình không được ngắm một bông hồng. Những gốc hồng trơ trụi ngày nào nay đã thay bằng muôn ngàn những bông hoa rực rỡ. Bởi có một người làm vườn ngốc nghếch, dẫu mưa nắng bão bùng, chẳng bao giờ quên công việc của mình. Xin lỗi công chúa, tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa. Ôi không, ngươi đã làm được một điều thật kỳ diệu. Đứng trong khu vườn này, tâm hồn ta rất nhẹ nhõm. Công chúa biết không, mỗi bông hoa này đều có tiếng nói của riêng mình. Hoa hồng bạch tượng trưng cho tình bạn chân thành. Hồng nhung là tình yêu nồng thắm. Còn hồng vàng là... Mà sao ta chưa thấy một bông hồng nào có màu xanh nhỉ? Thưa công chúa, tôi chỉ mới nghe những người làm vườn già kể về hoa hồng xanh thôi, chứ chính mắt tôi cũng chưa bao giờ thấy. Thế ư, ngươi hãy kể cho ta nghe đi. Người ta nói rằng đó là bông hoa có phép màu, nó sẽ cho một điều ước. Nếu có bông hồng xanh, ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta. Công chúa của tôi ơi, vì nàng ta có thể làm mọi thứ. Ngươi định làm điều đó thật sao? Ai đấy? Ta là nụ hồng mà người đang ngắm nhìn đây. Ta không thể để ngươi làm thế được. Ôi, ta muốn công chúa có bông hoa hồng xanh. Ta muốn mơ ước của công chúa trở thành sự thật. Ta không muốn thấy công chúa buồn. Ngay cả khi phải đánh đổi cả trái tim của mình ư, chàng ngốc. Thật không thể tin được. Một bông hồng xanh thật sự đây ư? Bông hoa sẽ cho ta một điều ước. Ta ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở lại với ta. Đúng như trong câu chuyện của chàng ngốc, bông hồng xanh đã thực hiện điều ước của em. Chính nó đã mang chàng về với em. Bông hồng xanh biến điều ước thành sự thật ư? Ta đã đi nhiều nơi và nghe nhiều câu chuyện kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ nghe câu chuyện nào như vậy cả. Em sẽ nói ngốc kể cho chàng nghe. Ngốc ơi! Ngốc ơi! Công chúa cứ gọi mãi, nhưng đáp lại lời nàng
chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lay động những bông hồng. Chẳng ai biết chàng làm vườn ngốc nghếch đã đi đâu. Bông hồng xanh đã làm xong nhiệm vụ của mình. Trước khi tàn úa, nó kể câu chuyện cuối cùng của mình cho gió nghe. Gió bay đi và thì thầm vào tai mọi người câu chuyện ấy. Đó là câu chuyện về một người làm vườn ngốc nghếch đã tặng trái tim của mình cho nụ hồng để nó nở thành một bông hồng xanh biếc. Bông hồng duy nhất có thể ban cho nàng công chúa chàng yêu một điều ước. Người ta truyền tai nhau rằng bông hồng xanh ấy tượng trưng cho điều kỳ diệu. Chỉ có một mình công chúa biết rằng bông hồng ấy là nỗi buồn của một tình yêu vô vọng, chẳng bao giờ cất thành lời. Nếu bạn chân thành. Anh đã về đó à? Hôm nay thế nào hả anh? Chán lắm. Có mấy chỗ anh đăng ký, nhưng họ đều không nhận. Họ nói anh không hợp với công việc đó em à. Mà cũng phải thôi. Anh nghĩ anh chỉ thích hợp với những công việc liên quan đến lập trình. Ngoài ra, anh chả thể làm được công việc gì khác. Em cũng nghĩ anh hãy cứ tập trung tìm những công việc liên quan đến chuyên ngành của anh đi. Bao nhiêu công sức anh bỏ ra để học hành nghiên cứu, đi làm trái ngành, em cũng thấy phí hoài lắm. Nhưng anh thương em vất vả. Cả tháng trời nay, anh đã không làm được gì. Để một mình em phải cán đáng mọi thứ trong nhà. Anh thấy áy náy quá. Đừng lo cho em mà, em sẽ còn buồn hơn nếu thấy anh phải miễn cưỡng làm công việc mà anh không đam mê. Thôi, anh cố gắng lên. Anh là người có năng lực và kinh nghiệm. Em tin rồi sẽ có một ngày anh được trọng dụng thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đặt niềm tin vào anh như thế. Sẵn sàng rồi chứ? Lần này anh khá tự tin. Điểm số thi vòng trước của anh khá cao. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn những câu trả lời về chuyên môn, đề phòng các tình huống trong vòng phỏng vấn rồi. Anh xem kìa, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt anh. Nhìn anh là em biết anh yêu công việc này đến thế nào. Thôi, anh đi đi kẻo muộn. Môi trường làm việc này đúng là tuyệt thật. Xin mời ông Stephen Palmer. Anh đã có kiến thức về chuyên ngành khá vững vàng cùng với bề dày kinh nghiệm. Vì thế mà mới có mặt trong lần phỏng vấn này của chúng tôi. Với một lập trình viên, muốn thành công thì phải không ngừng tạo ra và chinh phục những đỉnh cao mới. Vâng, cảm ơn ông. Stephen, anh có thể cho tôi biết về phương hướng phát triển phần mềm trong tương lai được không? Vấn đề này tôi chưa từng nghĩ đến. Chưa từng nghĩ đến là sao? Thật sự là tôi cũng chưa định hình được rõ vấn đề này, thưa giám đốc. Nhưng về chuyên môn, tôi có thể nói với ông rằng, về chuyên môn, chúng tôi đã có vòng đánh giá riêng. Chúng tôi không chỉ cần một người có chuyên môn giỏi, mà còn cần người có tầm nhìn chiến lược nữa. Rất lấy làm tiếc. Đúng là mình thật nông cạn, không trúng tuyển cũng là xứng đáng. Lần phỏng vấn này đã cho mình một bài học quý giá. Anh lại đang viết đơn xin việc à? Không, anh đang viết một bức thư cảm ơn. Thư cảm ơn? Anh gửi nó cho ai? Anh gửi nó cho ông giám đốc đã phỏng vấn anh ngày hôm trước. Nhưng anh đâu có trúng tuyển, sao lại đi cảm ơn người ta? Sao lại không? Khi anh đã nhận được từ ông ấy một bài học quý giá, bài học sẽ có ích cho anh sau này. Thôi kệ anh, em không hiểu nổi. Tôi xin gửi đến quý công ty lời cảm ơn sâu sắc. Tuy tôi đã thất bại trong ứng tuyển, nhưng tôi đã được mở rộng tầm mắt của mình rất nhiều. Microsoft đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng và đam mê với công nghệ. Thực sự xin chân thành cảm ơn quý công ty. Ký tên Stephen Palmer. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Công việc này hình như anh không thích lắm. Cũng ổn em à. Anh đã dần dần thích ứng được với công việc rồi. Alo, tôi Stephen Palmer nghe đây. Anh Stephen Palmer,
Có phải anh đã tham gia kỳ phỏng vấn của Microsoft tháng trước không ạ? Vâng, đúng tôi. Chúc mừng anh. Giám đốc của chúng tôi đã đề cử anh vào một vị trí đang thiếu trong công ty. Một tuần nữa, mời anh qua công ty nhận việc. Mong anh đến công ty đúng lịch hẹn. Cô ơi, cô có nhầm không? Hôm trước cô gọi cho tôi thông báo tôi đã trượt vòng thi phỏng vấn cơ mà. Không nhầm đâu anh ạ. Sau khi giám đốc nhận được lá thư của anh, ông đã đưa ra quyết định này. Vậy à, cảm ơn cô. Tôi sẽ đến đúng hẹn. Em ơi, anh... Em nghe thấy rồi. Có lẽ nhờ lá thư cảm ơn của anh mà họ đã chú ý đến anh đấy. Tuyệt quá. Họ đã xúc động trước sự chân thành và tinh thần cầu tiến của anh đấy. Sau này, nhờ vào khả năng xuất sắc của mình, Steven Ballmer đã lên chức phó giám đốc của tập đoàn Microsoft. Tên ông có trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.